chẳng dừng nghĩa tầm mơ lòng hạt bằng tốt cứ lòng hạt tích buôn chả lọc tích buôn là dân tầm bánh cứ đôi khía chả bà đà mơ thật ta bà dỗ chọc tầm ngà bà nè không lòng hạt tích buôn ấy cứ nghĩa là gà đạp đi xe hình tích hỏi nghĩa là nạ, bà phía tiếp tới cũng rất này ca cũng rất này phía lòng bạc không cao một bình chả lọc cứ ai nghĩa là gà đạp bùa chiêng bà phía tiếp tới nâng chùm lão ý đưa con lòng hạt đang bay khăn lơ để dân bàn phía xa cả lòng một mùa hai đấy bằng nhau dạy bạn ít bà dân mơ men tên tới dương an pi và dương mơ men tên tới cứ dương an pi đau và vô này lùm hạt thì buồn đợt là hô nó cứ mình men mình chọn là full stop liêm liêm đấy cứ mình chọn đau semicolon hái và to và vô môi tiết miên semicolon môi tiết môi tiết rồi hôm đó full stop cái này này chắc cả đấy nè bởi dương mưa semicolon tới dương khơi ha lùm hạt đầy dương trời một bên là con ong con đầy semicolon và to cái này thằng ong ấy cứ pi lùm hạt mà thôi cứ lùm hạt tít bốn lùm hạt tít bảy chẳng là con ong chở lọt tít bốn tít bảy đấy cứ miên là cái nào lùm bạn tít bập bẹp thì vận tải miên cái lực nên con ong cam mở lùm hạt này muốn được hạt của lùm hạt tít bảy dương trời tại vô ông pi cá para para semicolon sần semicolon chạy sai tới là con ong bị sao lấy cái para đầm bay chùm nuốt chnọp coordinating conjunction ra đầm bay chủng nốt chnọp chắc miền này thế bây giờ đi còn là ba mươi mối này mối lại cho ông đòi semicolon này cứ sát tài miền tổng nét tổng nó ăn cái này nó cái gì chắc dương ai đâm cả lực mối ba này cứ tham và sau này dương trong một pin bị na mối nước nông là ba mươi mối này tầm rối cứ an là ba xây tiệt đại nơi cho bị cái đó xong đi khẩn và to này thì bố với miền anh từ nơi chạy to cái điện chơi những anh an là ba đại miền bịa cục cơ này cái ao tới những anh tía bịa đại cái ao dương bằng bình bà này nắng cứ chia tầm rối thì mùi được gọi chỉ cần lướt thì mùi cần lướt thì pí những anh cha bà đang mơ chúng nó thì buồn mà gì làm mấy đăng tha chờ lót thì buồn cua đại ba bịa ấy màu bằng bình những anh an thì trầm đỡ là hốt mà đó xem đi khẩn tìm mùi nó bây giờ dương an men tên tới dương khơi thá ở quay đây dương mơ khơi từ bố men tên cứ kệ giả sắp chủng núi mô đo vơ viên này mình chạy pra là bây mình chạy ông biển này cột mô đo vơ miền tí bí cứ main vơ kệ giả sắp vơ thu bì chẳng miền này ta dương miền kệ giả sắp bà rồi cứ viên bí nơi cho bị khỏi cái giá sắp nó cứ miến impossible nè chẳng ấy bạn dịch nhom say nè lại nè một đồ vớ dương miến hái vớ thuốc bí dương miến hái đại chỉ mền vớ cho bị khỏi vớ thuốc bí bộ quân mình điếm cứ trời hái mình chạy lại cả nát mình thường measure còn là chia liệp cho bạn tận đây là bỏ impossible rồi bỏ quân điếm impossible chẳng ở đây là dương khoa ở đây dương khoa cứ và thiện của đôi nhom dễ bị đau chẳng cứ phải vô mỗi cứ chọc đau dạng hỏi nó cứ trơ miên thiệp xong pì cứ bật thiên kệ giả sát dân miên hao vậy qua đây dân khoa cứ bật thiên chẳng dân ai ti ba tiền tha vì của bật thiên ai chỉ niệm ai chỉ sát bật niệm chẳng miên này tha pì đại dân trơ một bên nhân không chỉ lọt tí bốn cứ đặt khác trơ té chỉ niệm bật té dân miên ba nhà và cho không cam một bình một lại đấy niệm là sò chở thì mũi thì pi bớt sang gì riêng an trong ta bị đỡ là hôm đó sami colon thì mũi ní cứ đi bẩm bạ cái nông ca tiền vô cả tận đây đồng bay mau cầm nọ sao làm mọt hay chậm lại người này trầm trừ nhưng chắc đồng rối thì thôi mất tục vì chậm ho chào sang tới an từ làm bạc và tốt lại nơi cho bị khỏi sami colon tới riêng an tiền ở tận đây mà này bị phù làm bạc khỏi cứ cái bẩm pin cướp lại cái nào gì bớt sang gì riêng an vô riêng an tiền lừa bạn chứ như thưa ca an và to máu cứ là bác này có nông xe mi khó lên hàng khối cứ we don't know how the world will turn out to be nhưng mình đang là tao bị phục lộ nâng prai khai tư chi dạng ná là bác bà tốt vì xe mi khó lên nâng tiết cứ life on earth will chia cho lọc mối tiết để dân thờ một bình dân ai skip xin tới dân ai này cho xin tới water will run out tật nâng rinh xuống all in all the earth will become dark and black forever chỉ rúm sẽ đọc dịch đấy phục hành đấy nâng bài khai thì chỉ khmai ngất ấy chỉ khmai hay nâng ngất chỉ riêng là hồn
បើសរុបសេចក្តីទៅយើងគ្រាន់តែយើងអាចអានពីត្រឹមពាក្យថាពីត្រឹមរបស់ water will run out រហូតមកដល់ត្រឹមនេះវាយើងអាចទាយបានមួយគឺអត្តន័យតកតងនឹងភាពមិនល្អភាពមិនអំណោយផលពីព្រោះគេនិយាយអំពីទឹកនឹងរីងស្ងួតពិភពលោកនឹងប្រែជាខ្មៅងងឹតអញ្ចឹងយើងអាចទាយបានថារបស់ខាងមុខនេះលេខ5ក្តីលេខ4ក្តីគឺសិតតតកតងនឹងអត្តន័យអាក្រក់ទាំងអស់អាហ្នឹងគឺជាការទស្សន៍ទីមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមធ្វើលំហាត់ទី5ដើម្បីធ្វើលំហាត់ទី5ធ្វើធ្វើម៉េចដូចគ្នាយើងសាកល្បងសិក្សាអំពីសំណងធ្លានៅក្នុងចន្លោះនៃលំហាត់ទី5ទៅអញ្ចឹងយើងអាចទស្សន៍ទាយបានថាតើត្រូវការប្រើប្រាស់អ្វីមកបំពេញបើយើងសិក្សាមែនទែនទៅលំហាត់ទី5នេះគឺចាប់ដើមដោយនាម life រួចហើយបូកធ្នាក់on នៅទីក្រោយធ្នាក់ on គេបូកនាម earth life on earth ធ្នាក់បូកនាមនេះគ្រាន់តែជាឃ្លាធ្នាក់បញ្ជាក់នៃឲ្យនាម life ទេជីវិតនៅលើផែនដីផែនដីនៅលើផែនដីនឹងបញ្ជាក់នៅអត្តន័យឲ្យជីវិតបូកចូលគ្នាមកពី life រហូតមកដល់ on earth គឺជាឃ្លានាមឬក៏យើងហៅថា noun phrase ដើរតួជាប្រធានជា subject will គឺជាកិរិយាសព្ទជំនួយ modal verb នៅក្នុងប្រយោគមួយដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងគឺត្រូវការប្រធាននិងកិរិយាសព្ទចម្បង main verb ឥឡូវយើងមានប្រធានហើយយើងមានកិរិយាសព្ទជំនួយកិរិយាសព្ទជំនួយហើយតែយើងខ្វះអីគឺយើងខ្វះ main verb កិរិយាសព្ទចម្បងពីព្រោះកិរិយាសព្ទជំនួយមិនអាចឈរតែឯងបានទេត្រូវការកិរិយាសព្ទចម្បងឈរពីក្រោយអញ្ចឹងយើងអាចមានតម្រុយមួយច្បាស់គឺកន្លែងចន្លោះលេខ5គឺចាំបាច់ត្រូវការមានកិរិយាសព្ទសំណាងអីនៅក្នុងប្រអប់ដែលគេឲ្យបំពេញកិរិយាសព្ទមានតែមួយឯងគឺ disappear ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចដឹងច្បាស់គឺ disappear ជាចម្លើយនៅក្នុងចន្លោះទី5អញ្ចឹងយើងអាចបំពេញបានចន្លោះទី5រួចឯងអញ្ចឹងវាជាបច្ច័យមួយក្នុងការឲ្យយើងមានអត្តន័យគ្រប់គ្រាន់បន្ថែមដើម្បីទៅបំពេញចន្លោះទី4បើសិនជាយើងអានពីត្រឹម semicolon ទី1នេះមក we don't know how the world will turn out to be យើងមិនដឹងថាពិភពលោកនឹងប្រែក្លាយទៅជាយ៉ាងណា life on earth will មិនយើងដឹងថាចម្លើយ disappear ចឹងយើងដាក់បញ្ចូលមកជីវិតនៅលើភពផែនដីនឹង disappear ជាកិច្ចការសាមមិនត្រូវការកម្មបត្តិមានអត្តន័យថាបាត់បង់សារប្រលៀតឬក៏លែងមានតទៅទៀតឬក៏លែងមានវត្តមានតទៅទៀតអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែបានថាជីវិតនៅលើភពផែនដីនឹងលែងមានតទៅទៀតនឹងបាត់បង់ទឹកនឹងរីងស្ងួតសរុបសេចក្តីមកភពផែនដីនឹងក្លាយទៅជាខ្មៅនិងងងឹតជារៀងរហូតអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកពីត្រឹមសេមីកូឡិនទី1នេះគឺសិតតែអត្តន័យអាក្រក់ទាំងអស់អញ្ចឹងតើលំហាត់ទី4គួរតែប្រើនាមអីមកបំពេញអញ្ចឹងនៅក្នុងលំហាត់ទី4យើងមើលឃើញយើងមើលទៅគឺយើងត្រូវការនាមហើយទី1អ្វីដែលជាយើងដែលយើងមានតម្រុយស្រាប់ទី2នាមដែលយើងត្រូវយកមកបំពេញត្រូវតែតាក់ទងនឹងស្ថានភាពមិនអំណោយផលឬក៏មិនល្អពីព្រោះរបស់ខាងក្រោយក្រោយគឺសិតតែជាអត្តន័យជារបស់ដែលបង្កប់នៅអត្តន័យបញ្ជាក់ពីអត្តន័យអាក្រក់ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចកលែងមកមើលពាក្យដែលគេឲ្យយើងបំពេញគឺយើងមើលទៅគឺមានពាក្យណាខ្លះដែលជានាមហើយមានអត្តន័យមិនសូវល្អយើងអាចថាមាន drought ឬក៏ disaster ចុះពីរនេះវាអាចមានអត្តន័យស្រដៀងគ្នាពីព្រោះសិតតែបញ្ជាក់ពីអត្តន័យមិនល្អបើយើងចង់ដឹងយើងអាចយកពាក្យមួយមួយយកមកសាក់ដាក់ហើយសួរខ្លួនឯងមើលថាតើវាគ្រប់អត្តន័យបញ្ជាក់អត្តន័យឲ្យសំឡងគ្នានឹងនៅបើសិនយើងយក drought មកដាក់យើងអានមើលទៅ drought វា be impossible to measure មានន័យថាភាពរាំងស្ងួតហ្នឹងគឺមនុស្សគឺពិបាកវាស់ស្ទង់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយក drought មកដាក់កន្លែងហ្នឹងយើងដាក់អញ្ចឹងយើងអានមកឃ្លាបន្តអត្តន័យអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់មូលហេតុអីយើងអានមែនទែនទៅអានបន្តពីហ្នឹងបើសិនជាយកយើងយកពាក្យ drought មកដាក់
យើងមិនដឹងថាពិភពលោកនឹងខ្លាយទៅយ៉ាងណា we don't know how to the world will turn out to be life on earth will disappear ជីវិតនៅលើភពផែនដីនឹងបាត់បង់ water will run out ទឹកនឹងរីងស្ងួតបើសិនជាយើងប្រាប់ពាក្យថា drought ហ្នឹងគឺជួយបញ្ជាក់អត្តន័យឲ្យបានតែល្បាត់មួយនេះទេគឺ water will run out ជាក់ស្ដែងទៅការប្រើប្រាស់ semicolon គឺភ្ជាប់អត្តន័យបន្តគ្នាតំណាក់តំណងគ្នាភ្ជាប់គ្នាទាំងអស់បើសិនជាយើងយកពាក្យតែ drought វាបញ្ជាក់អត្តន័យឲ្យបានតែមួយល្បាត់វាអត់បានបញ្ជាក់អត្តន័យឲ្យគ្រប់ពីព្រោះ drought មានន័យថាទឹកនឹងរីងប៉ុន្តែបើយើងអានបន្តមិនមែនតាក់ទងទៅនឹងការរីងទឹកតែមួយមុខទេគឺតាក់ទងទៅនឹងភពផែនដីនិងខ្មៅងងឹតហើយតាក់ទងនឹងការសាបរលាបបាត់បង់លែងមានជីវិតនៅលើភពផែនដីទៅទៀតអញ្ចឹងពាក្យថា drought វាត្រូវហើយដែលវាជានាមវាត្រូវហើយដែលវាមានអត្តន័យអាក្រក់គ្រាន់តែវាមិនបានក្តោបអត្តន័យទាំងស្រុងនៃការភ្ជាប់លបាស់ដោយសមីខលិននឹងទេពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគឺ disaster បើយើងសាកដាក់ disaster ទៅយើងឃើញថាវាពិតជាមានអត្តន័យក្តោបមែនពីព្រោះគ្រោះទុរភិក disaster ជានាមបកប្រែថាគ្រោះទុរភិកគ្រោះទុរភិកនឹងពិបាកនឹងវាស់ស្ទង់មែនទែនព្រោះពីព្រោះអីយើងមិនដឹងថាពិភពលោកនឹងប្រែក្លាយទៅជាណាជីវិតនៅលើភពផែនដីនឹងបាត់បង់ទឹកនឹងរីងស្ងួតភពផែនដីទាំងមូលនឹងប្រែក្លាយទៅជាខ្មៅងងឹតជារៀងរហូតភពផែនដីខ្មៅងងឹតទឹកនឹងរីងស្ងួតហើយជីវិតនៅលើភពផែនដីទាំងអស់នឹងបាត់បង់បីនេះបូកបញ្ចូលគ្នាគឺស្មើនឹងពាក្យថាគ្រោះមហន្តរាយមូលហេតុនេះហើយទើបយើងអាចនិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយជាចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវព្រោះវាក្តោបអត្តន័យទាំងស្រុងនៃការភ្ជាប់លបាស់ទាំងអស់ដែលភ្ជាប់ដោយ semicolon ដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងបំពេញចម្លើយនៅក្នុងនេះដូចតែយើងទាំងអស់គ្នាដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺ the disaster will be impossible to measure ហើយចម្លើយទី5គឺ disappear life on earth will disappear